Tại vì em không cho vô thôi, chứ trước giờ anh đâu phải, anh không dám vô. Cái là chở thẳng vô nhà. Xong rồi ba mẹ con đang ngồi đó, tự nhiên ba mẹ con đứng dậy hết, đi vô trong. Đi vô phòng trong. Xong cái con đi vô theo. Ba con ra nói, ủa mày tính làm gì vậy? Tính làm gì vậy? Mỗi lần mà kêu con kêu đi mua cái gì đó là sợ lắm. Giống như lần đợt đó con đi mua rau thơm thôi. Mua rau thơm gì để trộn gỏi. Nhưng mà không hiểu sao mà đi mua rau thơm mà dạy nó con 120 ngàn. 120 ngàn. Trời ơi. Mấy tháng rồi cưng? Dạ được 8 tháng rưỡi. 5 tháng rưỡi hả? 8 tháng rưỡi. 8 tháng rưỡi. Trời ơi, như vậy là mình... Vậy là sắp rồi đó hả? Thì mình mời tới 3 người lận chứ không phải là 2 người. Ờ đúng rồi. Trước tiên là xin thay mặt chương trình coi như là chúc mừng hai vợ chồng em. Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi. Rồi bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào các bạn khán giả. Chào con tên là Hoàng Thế Long, năm nay con 30 tuổi. Con hiện tại sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp con là kinh doanh tự do. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Phùng Thị Ngọc Thủy, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay là con 25 tuổi. Con hiện tại là kinh doanh tự do, hai vợ chồng con nằm chung. Hai chung chung shop à. Dạ. Bây giờ bắt đầu kể cho chú nghe coi cái cơ duyên nào các bạn biết nhau và tình yêu của các bạn nó đến như thế nào. Dạ là tụi con quen nhau là trên game audition á. Đi học về là tới giờ đó là vô chơi game. Nhắc tới cái game đó chắc có lẽ là phải hơn 7 năm. Dạ đúng rồi. Xong rồi cứ mỗi lần thấy online á là vô nhảy chung. Và lần sau khi mà hai đứa chỉ có hai đứa riêng thôi á, không có những thành viên khác trong pha mới bắt đầu mới nói chuyện. Chứ mà là đâu biết mặt nhau đâu. Dạ đúng rồi, không có biết mặt nhau. Đó là ách Yahoo. Ách Yahoo nhau ngoài. Xong rồi đòi coi. Rồi coi mặt nhau. Coi như gửi hình thôi. Mà hình hồi đó chụp bằng mấy cái điện thoại cùi, đâu có nhìn rõ hay đâu mà cứ cà mặt đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi đó cứ kiểu là ngước mặt xuống về, xong mình ngửa lên cứ trận trận mắt á. Gọi đầu hồi đó là cứ đầu sư tử. Cắt cứ sòm sòm vậy. Còn con có không có rõ mặt. Con có gửi hình dạ vậy? Có con hai đứa con cũng gửi cho nhau gửi nhau biết, coi mà biết nó không có liên quan gì với ngoài cho đến khi nào thì hai đứa lần đầu tiên giáp mặt ngoài đời á. Dạ lúc đó hỏi con là ngày hôm đó là đi học ở đâu, xong rồi cũng chỉ chỗ đó thì mới kêu là thôi để anh qua anh rước. Bình thường là nhà con khó nên là đưa rước đúng giờ đúng giấc. Ba rước rồi mà hôm đó nói xạo là để quá gian bạn về. Xong rồi tới đúng giờ cái con đi xuống. Chồng nói là hôm đó đi xe gì mặc áo gì mà hôm đó đúng cái hôm mà mưa lớn ơi là lớn luôn. Chỉ thấy mặc áo mưa rồi này kia nọ. Xong rồi biết cả chiếc đó, cái là cứ leo lên chùm vậy, cái chở vậy tới đầu hẻm, con chạy vô. Coi như là cũng sơ sơ vậy đó, nhưng mà cứ leo lên đó. Xong rồi, có sao bây giờ cứ chồng nó gặp anh ấy, chứ không gặp người khác á, là em tiêu rồi. Rồi như vậy là cái ngày đầu tiên gặp mặt nhau ngoài đời là trong cái tình trạng là mưa gió bão bùng, trở ngại khó khăn. Vậy thì trong cái tình cảm của hai đứa, lúc mà quen nhau như vậy thì có gặp khó khăn trở ngại gì không? Tại vì nhà con khó quá cho nên là nói nghe tới cái chuyện yêu đương cái là không cần biết cái đó là ai hay sao, cứ nghe tới thì cứ phản đối thôi. Nói là học chưa học xong mà yêu đương này nọ là không được. Cho nên là trong khoảng 5 năm thì chồng con mới nói là lúc đó là anh mới có danh phận. Có nghĩa là 5 năm yêu trong bóng tối. Dạ đúng rồi, chỉ là lén lút thôi. Rồi ba mẹ con khi mà nghe biết con có bạn trai gì thì phản ứng của ông bà sao? Hôm đó là chồng con chở con về, đi chơi chở về. Con dẫn nó là thôi để con hoài con đi vô. Cái hôm đó kiểu cũng bực quá, xong rồi nói con là chẳng lẽ để vậy hoài. Xong con nói vậy giờ anh dám vô nhà em không? Xong rồi chồng con nói là có gì đâu không dám. Vô thì vô thôi. Vô luôn. Tại vì em không cho vô thôi, chứ trước giờ anh đâu phải, anh không dám vô. Cái là chở thẳng vô nhà. Xong rồi ba mẹ con đang ngồi đó, tự nhiên ba mẹ con đứng dậy hết, đi vô trong. Đi vô phòng trong. Xong cái con đi vô theo. Ba con ra nói, ủa mày tính làm gì vậy? Tính làm gì vậy? Xong rồi chồng con cũng ngồi đó. Xong rồi ba mẹ con ra ngồi nói chuyện. Xong rồi lúc nó... đó con như thế nào hả Long? Kiểu là mình cũng dạng là hồi hộp cũng căng thẳng lắm nhá. Do con ngồi im một chỗ, ngồi im ru như này nè. Cái xong cứ ba mẹ vợ cứ hỏi cái gì á thì con trả lời cái đó thôi. Cứ hỏi gì hỏi trả lời xong con ngồi im, em đứng cứng ngắc luôn. Sao cái bữa đó là Long có thường xuyên tới nhà con?
Dạ có. Từ khoảng thời gian đó sau đó là ăn trực ở nhà con luôn. Nhưng là cứ chiều cứ chiều đi làm ra cái bắt đầu là chỉ thẳng nhà con, không bao giờ đi thẳng về nhà hết trơn á. Là biết là nhà ở bên đó cũng tự biết là rồi không về ăn cơm mà ăn trực là bên thôi đó. Rồi đó, bây giờ không có cản được rồi. Thôi kệ đi. Rồi con làm cách nào để con thuyết phục được để mà xin cưới được cô này? Dạ con dạ con cũng không có xin cưới được nữa, là tụi con cũng chạy qua là thêm 3 năm nữa. Là cứ dạ cũng cứ vô ăn vậy, ăn riết mà giết ba mẹ là cứ thấy con qua là hỏi ăn gì chưa, có vô ăn không để tao xuống là làm đồ cho mày ăn, có đói hay không, vậy là cũng kiểu quan tâm. Rồi bắt đầu qua cái giai đoạn mà xin cưới thì cũng phải là cứ thuyết phục đi thuyết phục lại, nói hoài nói riết thì kiểu là mưa dầm thấm từ từ á, cái thì cũng xuôi lòng, ba mẹ cũng xuôi lòng, thì lúc đó thì mới chịu cho cưới. Lúc mà hai đứa mà yêu nhau như vậy á, là có được đi chơi xa hay là có được riêng tư gì không, hay là con chỉ có được một cái duy nhất là một cái đặc ân là con về con ăn trực thôi, chứ còn cũng không được một cái đặc ân đưa vợ con đi chơi xa hay là này cái nọ? 8 năm trời là không có luôn. Nếu mà nói mà tính ra đi chơi xa lần đầu tiên của hai đứa là lúc hai đứa tụi con đi chụp hình cưới ngoài Đà Lạt á. Là mới đi là gần xong rồi, chính thức rồi đó. Xong rồi tới lúc đi ra ngoài đó cứ mỗi ngày cứ mẹ gọi điện, hai tụi bay đừng làm gì nha, đi chụp hình thôi nha, đừng có làm cái gì nha. Trời ơi, tội mẹ ghê, mẹ sợ á, đúng không? Nhưng mà chồng của con á, có phải là tiếp đàn ông lãng mạn? Dạ không. Và tình không hả? Ông nói thẳng luôn, thẳng từng luôn. Cái ngày đó hôm 20 tháng 10, cứ còn đi đâu ai cũng hỏi này cho có chồng có tặng gì không? Thì nói là chắc chợ làm gì có vụ tặng quà này nọ, quen rồi, trước giờ quen vậy rồi. Rồi sao mà hôm đó là chồng nói là hôm nay anh đi ăn với bạn, tối mới về, cái là buồn thiêu nguyên ngày luôn. Xong tối chuẩn bị đi ngủ tới nơi rồi, bắt đầu vô thấy cái bàn trang điểm, thấy cái giỏ hoa, mà cái giỏ hoa nó xấu kinh khủng luôn. Trên cái giỏ hoa đó là để một cái sợi dây chuyền chắc lửng vậy nè, cái là cái kiểu dắt lên cái đó nó cũng thấy ghét nữa, nói chung nó không có lãng mạn xíu nào. Hoa thì nó đã xấu rồi, chồng thì ngồi đó bấm máy tính hoặc này nọ, cũng không quay qua là biết con có đang thấy hay không, cũng không quan tâm, kiểu là thấy nó tặng đó này, đúng là cũng kiểu vậy đó. Nhưng mà cái cảm xúc con như thế nào lúc đó? Là từ buồn chuyển thành người nó lâng lâng thích vui dễ vui. Là hai đứa ở nhau được mấy năm ta? Dạ tụi con mới chắc được 10 tháng. Hơn tháng 7. Rồi bây giờ tới đại hội dập mặt, vui thật xấu ra con đó, con đang bầu bì đó, cho con cái quyền ưu tiên. Chồng con cái là tật xấu là mỗi lần mà kêu chồng con làm gì á là không bao giờ mà làm liền á, còn không mà cứ để đó, cứ phải nói hoài nói hoài, xong đâm ra là nói con càm ràm, nói nhiều, lại cọc tính. Như là bình thường là hiền, ai cũng nói hiền mà hiền lắm, nhưng một khi mà có chuyện gì nọ mà vô mà thành con người khác luôn á, cọc lên hay cái gì cái là bỏ đi, hoặc là không muốn nói chuyện rồi là kêu tự né đi thôi à, chứ không có đụng chạm hoặc là cái gì vậy. Còn gì nữa không? Thích nuôi chó với mèo, thích nuôi nhưng mà không thích chăm sóc, nghĩa là cứ tha về vậy thôi đó. Nhớ hồi đó quen là nuôi một con Alaska với con Samoy, mà về với cái nó bự á, mà tới mỗi lần mà tới nó thay lông á là lông hết bốn xu nhà, lần nào mà con qua chơi con cũng nghe là nói sao không khuyên nó thôi đừng có nuôi, đừng nuôi nữa đó phải không? Kể là mẹ chồng con hay nói là nó cứ làm khổ mẹ, nó cứ thai về không mà nó để mẹ chăm, không nó có chăm đâu, chồng về là người thỉnh nó về, là người đem nó về nuôi, mà nó coi như người xa lạ. Ừ, nó đâu thèm mấy, nó đi theo cái người mà chăm nó thôi. Nhiều khi về tới nhà nó nhìn nó còn sủa nữa. Bây giờ em đem về mấy con tổng cộng rồi? À, thì con đem về cũng dạng là đem nhiều nhưng mà cũng đi cho đi hết. Hiện tại là chỉ còn nuôi hai con mèo với một con chó. Hiện tại là vậy là đủ rồi. Mỗi lần mà kêu đi mua cái gì đó là sợ lắm. Giống như lần đợt đó con kêu đi mua rau thơm thôi. Mua rau thơm gì để trộn gỏi, thì rau thơm ra chỉ là một xíu dài 3.000 thôi, tự nhiên đem về con quy một cái bịch rau chà bá luôn, nhưng mà không hiểu sao mà đi mua rau thơm mà về nó con 120.000.
Trời ơi. Tại vì con biết sao không? Đi ra chợ quên không biết mua rau gì đó. Mua hết luôn, đi chợ chắc ăn. Mà xong rồi con dở ra thì ở dưới là rau nó hư hết rồi. À bị lừa, là, bị lừa. Là nghĩa là đi mua cái gì đó không có để ý hay không quan để tâm cái đó là cái tâm. Gì luôn. Cái dạy sách về nhà. Đi cho có lệ. Dạ, đúng rồi, sách về nhà xong rồi lại để đó gọi là xong đó, xem nhiệm vụ là vậy thôi. Bây giờ đâu con thấy con bị đấu tố quá rồi, con kể coi vợ con tật xấu cái gì. Tật xấu dạ con là dạng kiểu là bê bối, xài đồ đâu là để đó luôn, giống như là tẩy trang tẩy đồ là trên bàn tẩy trang một đống vậy á, là khăn bông gì để một trang vậy á, xong vô nhà vệ sinh là cái lavabo á để mình rửa mặt á cứ một trang luôn. Mỗi lần là nếu mà con mà không dọn á là không có chịu dọn luôn, cứ để đó hoài để hoài luôn, mà tới lúc còn dọn gọn gàng xong đúng không, nhưng mà tầm qua ngày mai nó lại bề bộn ra vậy, y chang như cũ luôn. Rồi xong rồi mày cũng thu dọn đồ của anh mà. Xong là còn hay chửi con lắm, nhưng không có làm gì á mà cứ chửi là bị thần kinh nè, hay là bị khùng, sao điên quá vậy. Nói chung là con không làm gì á, ngồi chỗ trong lúc mà con bán hàng cho khách á, con làm chậm thì cũng quay chửi tay có bị tật không, sao làm chậm như vậy. Nó chửi nhiều lúc chửi hơn không có lý do gì để chửi á, con chửi nó vậy con bị tổn thương hay là con thấy nó hay là vui, biết con quen luôn trước. Mà mỗi lần con nói lại cái lại chửi con, có phải bò hay là người vậy? Bò hay người mà cứ nhai hoài vậy? Nó cứ vậy mà tính của mình chuyên gia nhai luôn, mà cứ nói con là vậy không à? Không lại. Nói lại người ta chứ không đâu có hiền đâu vậy? Không, mà con nhà là lên đây con mới được nói cho nhà là con im ru. Lên đây mới được nói vậy? Rồi tiếp tục. Nói chung con là shopping online được không? Shopping thì nói chung mua đặt mà liên tục luôn. Nói chung là về mà cứ tầm tiếng 2 tiếng là nghe người là shipper gọi. Riết cái shipper mà nó quen luôn, kêu Thủy ơi ra nhận hàng nè em, từ biết ra nhận hàng vậy đó. Tới hiện tại luôn là shipper vô thẳng nhà luôn, là đưa luôn chứ không còn gọi điện nữa rồi. Giờ người ta không gọi điện cho con. Người ta quá quen luôn rồi. Bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi cái gì? Ít mua sắm lại đi, nói chung mua mấy thứ cần thiết thôi. Mua nhiều quá cũng không xài tới nữa. Mới lại bớt xả đồ ra đi. Mình gọn gàng lên đúng không? Mình chịu dọn luôn đi thì nó gọn gàng. Con là chỉ mong là chồng con làm cái gì đó, chuyện gì đó phải để tâm vô cái chuyện đó, chứ không phải là hành động thì làm mà trong suy nghĩ kiểu là nghĩ đâu hết trơn á. Phải để tâm vô đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nè, cô chỉ hỏi một câu này thôi nè, hai đứa cái cuộc sống vợ chồng của hai đứa là ok không? Tụi con thấy vui không? Là vui dạ luôn. Cô thấy thương hai đứa tụi con là biết thương sao không? Tụi con không có được tận hưởng cái tuổi thanh xuân của mình một cách trọn vẹn. Dạ. Có nghĩa là suốt 8 năm là hai đứa là biết nhau, yêu nhau và đi học, và chỉ có biết một cái không gian nó rất là hẹp. Rồi sau khi tụi con lấy nhau rồi thì 3 tháng là đã có em bé rồi. Thành ra là bây giờ có em bé xong rồi là tụi con còn phải nuôi dạy em bé này kia nọ. Em bé nó phải 3 tuổi thì may ra bắt đầu tụi con mới đầu được tung được tẩy mái, được này kia nọ. Đó là cô thương tụi con là thương cái đó thôi. Con phải nhớ lãng mạn với vợ con nghe chưa? Người phụ nữ người ta cần cái đó đó. Thôi bây giờ trước khi kết thúc, chú muốn con thể hiện lời nói hoặc một hành động gì đó hết sức lãng mạn đúng không? Lãng mạn. Tôi không có nhìn thấy. Không nhìn luôn. Tôi không nhìn luôn. Anh nói mình nhìn chuyện. Ừ. Đó mình coi lại chương trình thôi. Anh cũng muốn nói là anh rất là thương em với con rất là nhiều. Anh sẽ lo cho vợ và con đầy đủ. Sau khi còn lâu một chút thì anh sẽ trả lại tuổi thanh xuân cho em. Cho em của tuổi thanh xuân là được vui chơi. Được... không phải gò bó trong một gia đình nữa. Con nói gì với chồng con đi. Sắp tới là em chỉ mong anh đó là sắp tới là lo được cho con, lo lắng chăm sóc rồi nữa cho con sau này thôi. Hay quá. Là... ôm nhau cái coi nè, trời thương quá. Hay quá, hy vọng là hai vợ chồng sẽ hạnh phúc nha, và chuẩn bị tất cả mọi thứ để chào đón một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong một vài ngày nữa thôi. Dạ. Chồng con vui nha con. Dạ. Cưới nhau về là mỗi ngày anh đều hôn em nè, rồi cũng đều nói là anh yêu em. Nhưng mà sau khi đẻ con ra em nói sao anh không nói yêu em nữa. Em đừng bắt anh nói những câu giả dối như vậy. Em tát
hoài, cứ tát hoài, nhưng mà ảnh cứ tưởng là em đang giỡn, nhưng mà thật ra là em đang tát thiệt đó. Tát nhiều khi không phải ảnh bị tát quen rồi, giống như là đêm à, xin chào hai em à, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Khánh Chi, năm nay em 23 tuổi. Và hiện nay thì em đang đi học. Đi học. Con em? Em tên là Hưng, hôm nay em đang là nhân viên của Bi Sài Gòn. Em năm nay em được 28 tuổi. Anh Hưng gặp em Chi trong trường hợp nào? Thôi chắc để em nhường bà xã em nói cái vụ gặp nhau đúng không? Cái vụ gặp nhau đi. Chắc nó ly kỳ lắm hay sao mà chồng em bắt xe qua cho em vậy? Tụi em gặp nhau lần đầu tiên là khi mà tụi em đi uống cà phê thì em đi với đám bạn của em, còn anh Hưng thì đi với đám bạn của anh Hưng. Khi mà em bước ra để đi về thì anh Hưng có kêu em là cứ kêu Chi, Chi. Quay mặt lại nhưng mà em không xác định được là ai hết. Thì nhà bà xã của em với nhà của em là gần nhau. Thì có một buổi chiều em ngồi trước nhà đó thì em thấy Chi chạy qua, nói ủa sao con nhà ai mà dễ thương mà không biết nhà ở đâu hết. Tình cờ lại gặp nhau ngoài quán cà phê. Thì làm thì là nó rồi, cơ hội mình tới. Nghĩa rồi. Nghĩa là em biết cái bạn này tên là Chi. Dạ. Ở gần nhà em. Em thấy bạn thường xuyên đi ngang qua nhà em. Dạ. Đó, vô tình bữa đó gặp quán cà phê, em cứ tưởng là em quen người ta rồi đó, em tự động em kêu người ta Chi Chi, mà thật ra tao không biết em là ai đúng không? Rồi. Khi mà Chi quay lại thì em thể hiện cái hành động của em là như thế nào? Em muốn là Chi là biết em là người kêu, tại vì sợ Chi lại tưởng mấy thằng kia nó kêu nữa thì lúc đó lại đổ vỡ. Sao quay lại mà sao không nói gì, nói sao bạn này sao chảnh như vậy? Mình nói mình phải chắc là phải chinh phục của bạn này mới được, thì mới xin số điện thoại. Xin số điện thoại rồi ngày nào em cũng gọi. Anh muốn hỏi ấn tượng đầu tiên của em về anh này là như thế nào? Khi mà lần đầu tiên em biết ảnh là sau khi mà ảnh gọi điện thoại, anh hẹn em đi uống cà phê. Thì em gặp mặt ảnh ở quán cà phê, cũng cái quán đó đó. Thấy ảnh nhưng mà là gặp buổi tối thì cũng mờ mờ thôi, không biết là hôm đó có để râu không, nhưng mà tóc thì không có. Đến bao lâu thì em mới chính thức tỏ tình với cô ấy và quen nhau? Thằng Tân ngày nào cũng gọi điện thoại để tâm sự, rồi kể hết chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Lấy cái cớ đó rồi cuối tuần hẹn đi uống cà phê rồi đi dạo. Bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Dạ, sau đó khoảng gần một tháng. À, con tháng thôi hả? Dạ. Là cách đây mấy năm rồi cơ? Dạ, cách đây khoảng hơn 4 năm rồi. Ồ. Wow, vậy lúc đó là Chi nhỏ xíu ha? 18, bắt đầu học lớp 12. Rồi, hai đứa yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ, tụi em yêu nhau gần 4 năm thì cưới. Là do con tim mách bảo phải cưới nhau hay là do một cái gì đó tác động bắt phải cưới? Dạ, bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ kêu cưới, ông muốn hỏi đại chứ không cứ là bộ. Khi mà được bác sĩ kêu cưới thì cái cảm giác của em như thế nào? Vừa lo sợ vừa sung sướng, nhưng mà trước mắt là kêu Chi lại về bàn để nói với ba với mẹ hai bên, thì may mắn là đồng ý rồi. Theo lẽ nếu mà bác sĩ chưa biểu cưới thì chắc cũng chưa cưới đâu đúng không? Dạ, nếu mà bác sĩ chưa biểu cưới thì cũng sau cái ngày cưới đó khoảng một năm là tụi em cưới. Tụi em cũng dự định là có cưới. Có nghĩa là cưới sớm trước năm. Dạ. Có vợ trẻ măng như vậy lại mang một cái tin vui đến cho mình thì chắc có lẽ là ông xã em cưng em lắm hả? Anh cưng em thì phải nói là cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa luôn. Không có để em động tay động chân bất kỳ gì á, xuống xe là cũng phải đỡ, rồi ăn cái gì mua cái gì cũng phải nghĩ đến em, là ăn cái này thì tốt cho bà bầu nè, ăn cái này thì tốt cho con à, rồi em mua đồ này cho con đi, mua đồ kia cho con đi. Nói chung là rất là tâm lý. Cưới nhau về là mỗi ngày anh đều hôn em nè, rồi cũng đều nói là anh yêu em. Nhưng mà sau khi đẻ con ra em nói sao anh không nói yêu em nữa. Em đừng bắt anh nói những câu giả dối như vậy. Hoặc là anh nói là hiện giờ anh yêu người khác rồi, là anh yêu con đó. Vậy hả? Rồi dạ. cái cảm xúc của em sau khi bị trục xuất khỏi cái trái tim của chồng em? Ban đầu thì có hụt hẫng, tại vì mình phải dành thời gian nuôi con nhiều quá mà lại có sự quan tâm của chồng mình nữa, nên mình cảm thấy rất là hụt hẫng và lúc đó bị stress rất là nhiều. Chị hỏi Hưng nè, lúc mà vợ có bầu á, Hưng lại cưng được như vậy, giống như mỗi ngày mỗi nói yêu em, mà sau khi sanh rồi là Hưng lại nói không được là sao? Khi có con, cái đó là cái thời giai đoạn khó khăn nhất, là tìm hiểu mọi thứ rồi mình phải chăm con sao, mình phải nói gì với con, mặc dù nó không biết, nó biết nghe không, rồi mua gì cho con ăn, con chơi, con câu gì đó. Thì những cái thứ đó nó làm vơi cái tình cảm với bà xã. Đó là cái cách giải thích của em đúng dạ. không? Và để làm sao em được thành một người chồng, một người cha hoàn hảo đúng không? Dạ. Và có hoàn hảo không? Nói chung là hiện giờ vẫn chưa hoàn hảo. Hỏi nè, hỏi thẳng luôn nè, ổng có hay đi nhậu không?
Trời ơi, một tuần là 7 ngày rồi. Chắc luôn, làm bên kia mà hay nhậu chứ. Em sinh con em nằm ổ là ảnh cứ một tuần đủ 7 ngày, không sót ngày nào. Đi nhậu về rồi làm gì? Vợ nhậu về chắc ngủ. Hay là quậy hay là sao? Nhậu về ói xong rồi đi lên ngủ. Có lần nào mà về mà gây sự cãi vã với em không? Cũng có, đến đánh nhau. Cái gì? Đánh nhau luôn hả? Dạ. Đánh lại không mà em? Ai là người động tay động chân trước? Em luôn luôn là người đánh. Bạn này khởi nguồn. Mà đánh là ổng nằm im cho đánh hay sao? Dạ không có, để em kể cho nghe. Lần đó là anh đi nhậu về trễ quá, em đóng khóa cổng luôn, em không có cho vô nhà. Rồi anh cứ ngồi anh kêu hoài ngoài trước á, thì em mới ra em mở cửa vô thì chắc là biết lỗi hay sao, cứ ôm mình, cứ xin lỗi, cứ muốn làm lành. Nhưng mà em lúc đó em tức lắm rồi, máu em lên tới cổ rồi. Cái em mới tát khuôn mặt ảnh. Em tát hoài nhưng mà ảnh cứ tưởng là em đang giỡn, nhưng mà thật ra là em đang tát thiệt đó. Nhiều khi tát là tưởng không phải, ảnh bị tát quen rồi, giống như là đêm nào giống như là đêm nào ngủ mà ngáy là em bật dậy em tát luôn, cái là hết cỡ tay em luôn, nên quen rồi, chai rồi, nên không có biết là tát thiệt hay tát giỡn. Nhưng mà lúc đó em tát một hồi sau ảnh mới giống như là nóng lên đó, mới xô em ra cho em té xuống, mà ảnh cũng là ảnh tát em một cái. Tát xong rồi ảnh lên giường ảnh nằm, ảnh ngủ tỉnh bơ, còn em đứng đó em cứ nhìn. Từ trước giờ là duy nhất là bị ông tát cái đó thôi hay sao? Dạ đúng rồi, nói chung là tụi em cứ đánh nhau nhiều lắm, nhưng mà do em đánh ảnh thôi chứ anh không có đánh em. Trời thương quá, hèn gì cái đầu tụi lưỡi. Đánh nhau gây đánh nhau đến mức vậy. Mà mẹ chồng em phải lên nói cái gì vậy, thôi con. Bây giờ tới em đó, em nói về những cái thật xấu của vợ anh đi. Người ta có một cái xấu nhất, còn vợ em có hai cái xấu nhất mà. Thứ nhất là cái nói dai, nói dài, nửa đêm ngủ dậy cũng kêu dậy nói cả tuần, khi tháng luôn cũng không chừng nữa. Là một tuần nói luôn? Dạ. Có khi một tháng cũng không chừng. Ví dụ nói một câu chuyện hả? Dạ, ví dụ như em mắc lỗi cứ nói hoài, cứ ăn cơm cũng nói rồi. Rồi cái đó là cái xấu thứ nhất. Cái xấu thứ hai mà cũng là xấu nhất đó là gì? Dạ, cái xấu thứ hai là cái tham tiền. Có nghĩa là ăn cắp thôi, là du địch thiên hạ. Ăn cắp hả? Dạ. Hôm nào mà đi làm, đi nhậu về mà thay đồ ra rồi bóp hay là quần máng lên là chắc chắn mất tiền. Rồi ủa, ở nhà là người nào giữ kinh tế? Bạn này giữ kinh tế, có nghĩa là bạn này giữ kinh tế. Nhưng mà thở ra là bị mất cắp. Dạ, có nghĩa là hôm nay phát cho bao nhiêu đó tiền, chiều còn dư là cắp lại. Một ngày phát cho được nhiêu? 100 ngàn. Ngày phát cho được 100 ngàn, uống ly trà đá 10 ngàn, ăn cơm tắm rồi đúng ba mấy 40, nhiêu 50 là ăn cắp lại. Cắp lại. Nhưng mà bây giờ hết ăn cắp được rồi. Thì sao vậy? Tại vì trước khi nhà em giấu. Có bữa mà anh đưa bóp cho em, anh nói nè, bây giờ tôi đưa cho bà cái bóp đó, bà giữ bóp tôi luôn đi. Nhưng mà em mở ra là không có một đồng nào trong đó, chỉ có mấy cái card visit, thẻ ATM, gì cũng giấu hết trơn, hình ảnh gì trong đó thôi, không có một tờ nào trong đó. Nhưng mà thật ra là tiền ở trong đó 500 ngàn, mà anh gấp kiểu nào, mà anh nhét vô cái ô nào đó, mà tới bữa sau mới thú nhận là anh nhét vô cái ô đó đó. Giờ anh móc ra cho em coi. Rồi còn một lần nữa, anh giấu tiền trong đôi giày đá banh, làm sao em biết được tiền ở trong đó. Cầm lên cái mùi nó sọc vô mặt mình là mình không quăng đôi giày rồi. Vậy mà anh giấu trong đôi giày đá banh. Rồi lâu thiệt lâu sau anh mới khai là bây giờ tiền, hồi đó tiền anh giấu trỏng đó. Rồi Hưng ơi, dạ. Bây giờ điều em mong muốn ở vợ em thay đổi là gì? Hãy nói đi em. Thay đổi đi em. Mong muốn hiện nay nhiều nhất của em là vợ em bớt nói nhiều, em nhức đầu quá em chịu không nổi nữa rồi. Em như này có lên lương không? Không, cái còn nữa là ăn cắp thì giờ hết ăn cắp được rồi, tại vì em đã giấu hết rồi. Có tìm được chỗ giấu rồi. Chỗ giấu là hôm nay phải giấu chỗ này, ngày mai giấu chỗ kia, ngày mốt giấu chỗ nọ. Thay đổi nội ngủ mà lo cái đó không mà tóc mà không nổi. Còn em? Còn em mong ở chồng em là phải biết quan tâm em hơn nữa, và bớt đi nhậu lại. Trời ơi, trước khi cưới là em phải lên một kế hoạch là làm hàng sắp đơn kết hôn, ví dụ như hành hung vợ hay là xúc phạm vợ hay là đi không nhậu quá nhiều vợ, hay là cái gì đó lý do em đã ghi sẵn của đó hết rồi, em ký sẵn luôn để đầu giường, để khi nào mà phạm vào cái nào thì móc ra cho ký. Trời, rồi ly hôn. Sống bằng khát vọng. Hiện giờ qua cái tiếp xúc với tụi em á, thì tụi chị thấy là rõ ràng á, cái cuộc sống của tụi em hiện giờ đang rất là thú vị đúng không? Chỉ có đôi điều, những cái chuyện chẳng hạn như vợ em nói là bớt nhậu á, thì chị nghĩ cũng đúng hơn để mà giữ gìn sức khỏe. Còn cái việc mà em giấu tiền, chị chúc em mỗi ngày em mỗi tiền lên được nhiều những chỗ mà kinh đó.
Nha, chúc tụi em hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn chị. Rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi, nhưng mà em có giá mà em đâu có cho, em quánh tay buông ra. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không không phải là chủ động mà kiểu là kích mình đó, cứ dám không dám thì làm đi, đừng có nói không làm tức quá không câu liền đúng không đó, tức quá hôn liền xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh, em buồn lắm rồi. Anh đi rước lúc đó em cũng xịn xịn rồi. Đó cũng cái kiểu thách đố vậy đó. Em cũng giỡn giỡn, nói nhiều quá, giờ dám không vậy đó. Giờ em dám không, xong anh ống chở thẳng vô khách sạn luôn. Em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không? Giờ chở khách sạn nha. Cuối cùng vô khách sạn, chưa sợ nữa. Tụi lên tôi bút phòng nha, bút phòng, chưa sợ luôn. Vô phòng, đóng chưa đinh. Chưa sợ luôn, chưa sợ luôn. Chưa sợ, đóng đinh. Cũng chắc từng lâu. Khi sao lúc em vô phòng em nói chứ, em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cái ông xanh gọi cho mẹ em chi. Mẹ lót chơi à? Chơi mấy phụ huynh nữa. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, tưởng ai xa lạ. Một đôi trai tài gái một sắc. Một đôi trai tài gái sắc mà rất là gọi là thân thiết với tôi. Rất vui khi là được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Và mời hai em. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Thuận, cô Dân. Chị đó. Chị Dân. Dạ, chị Dân. Chào em. Dạ, em là anh Tài. Đó. Dạ, năm nay 34 tuổi rồi. 32 tuổi. Tính được như 34 như vậy. Trời ơi, khai mang hả? Nhiều khi em lấy vợ về rồi em không biết em bao nhiêu tuổi luôn á. Bây giờ nói thiệt cả là em với là em nhỏ bằng hơn. Bằng tuổi hay là bằng tuổi? Bằng tuổi. Nói thiệt đi. Hiện tại em đang là diễn viên, là ca sĩ tự do. Lời tiên xin cho em gọi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cũng như là khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Vũ Ngọc Ánh, em 33 tuổi, bằng tuổi chồng của em. Em hiện tại đang là diễn viên. Rồi. Nói nghe nè, nói chung là ai cũng biết hai vợ chồng em là một cặp đôi mà trai tài gái sắc trong làng showbiz. Tuy nhiên là đồng nghiệp giống như anh đi chẳng hạn, biết hai vợ chồng em rất nhiều nhưng chưa biết về tình yêu của hai đứa đúng bắt rồi. Đầu như thế nào. Dạ, tụi em á, gặp nhau không phải là thông qua bộ phim nào hết. Tụi em chưa bao giờ đóng phim chung nhau luôn. Ừ. Là sau này khi mà đã thành vợ chồng rồi mới bắt đầu đóng phim chung. Chứ lúc trước là không có gặp nhau trên phim. Ừ. Mà gặp nhau qua một bữa tiệc off đoàn phim của em anh ấy. Em đính chính lại nha. Cái đó là cái bữa tiệc khai mái phim của em, còn cái bữa tiệc ốp đòn của cô này là không liên quan gì hết. Mà sao em lại đi bữa tiệc khai mái thì cái người mà khai mái cái đoàn phim của em cũng là cái ekip quay cái phim trước đó của cô này. Thế là người ta mời tới thôi, xí soạn đi tới thôi, không có liên quan gì tới bữa tiệc hết. Cái quan trọng là hai đứa gặp nhau là đó là duyên đưa đẩy rồi đó. Dạ. Và sau đó là định mệnh kéo dài tới tận ngày hôm nay. Hai đứa ấn tượng luôn ở với nhau ở tại cái bữa ốp đòn đó luôn. Dạ. Rồi sao nè, cái bữa tiệc đơn sao anh quan tâm dễ sợ. Thì tăng 1 thì cũng chưa có để ý nhau lắm. Lát hồi cô mới tới mà tụi em cũng say say. Tới tăng 2 thì mọi người đi karaoke. Đó. Thì cái dòng mà karaoke vô thì ca sĩ, cũng ca sĩ, dành dành hát. Trong đêm đó là đã có cảm tình với Vũ Ngọc Ánh đúng không? Đó. Vũ Ngọc Ánh thì sao? Nó đẹp lắm luôn. Nó đẹp. Dạ thì đẹp cũng mà. Có. Sau đó là hai đứa có nhắn tin qua lại. Trong cái đêm đó là đã có số điện thoại rồi đúng không? Facebook, dạ không. Facebook thôi. Facebook thôi. Đứa nào chủ động thả trước? Em. Thính á. Chắc chắn Tài rồi. Em vô thôi. Ý chị này quen quá là bữa có gặp. Ví dụ như người bình thường không thích ta đâu trả lời lại đâu chứ không? Không trả lời qua loa như vui. Ý em này cũng quen quá. Bắt đầu chat chít với nhau trên Facebook. Đó là bắt đầu những câu chuyện. Rồi bao lâu thì mới bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Mấy bữa sau là bắt đầu tụi em đi chơi riêng rồi, nhưng mà để chính thức quen nhau chắc khoảng 2 tuần sau. Lâu dữ vậy. Lâu quá. Rồi nghe nè, 14 ngày là Tài tỏ tình với em đúng không? Dạ không, tụi em không có tỏ tình gì với nhau hết trơn á. Lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi, nhưng mà em có giá mà em đâu có cho, em quánh tay buông ra. Là những ngày đầu. Cái xong sau đó đến hồi mà đến 14 ngày sau em mới đầu mới cho nắm tay rồi mới hôn, thì chứ tụi em không có tỏ tình làm bạn gái anh nha. Lần hay là gì là không là có đâu? Dạ trong xe hơi. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động không. Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình á, cứ dám không dám thì làm đi, đừng có nói không làm tức quá không câu liền đúng không đó, tức quá hôn liền xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh, em buồn lắm. Rồi sau đó thì sao, tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Có anh sau đó ông bỏ em á.
bao lâu chắc chừng tháng. Người ta đang hỏi tháng đẹp sao? Thì mình kể thôi, chưa không, gì không, kể đi không, à, cuộc tình của anh với em không hề đẹp. Cuộc tình của anh với em là quá chuyên chuyên. Em nói chuyện chị 4 năm với nhau chia tay 8 lần. Ai là người chủ động rồi chia tay? Em luôn là người chủ động chia tay. Đào hoa đúng không? Tại quá đào hoa. Mà em rất là ghen nữa. Tụi em thì thường cãi nhau ghen tu những cái chuyện mà nó rất là vớ vẩn thôi. Là tại vì em ghen quá. Mà anh này thì anh rất là hay thích chọc ghẹo những người diễn viên khác. Những cái người con gái kia họ sẽ nghĩ là anh đang đong đưa với cổ, nhưng mà thật ra anh không có phải vậy, mà anh chỉ chọc ghẹo thôi. Nhưng mà em không thích vậy. Em muốn là bạn trai em lúc nào cũng chỉ tập trung 100% vào em thôi. Đó, cho nên là tụi em cãi nhau gây lộn với nhau rất nhiều. Mà mỗi lần như vậy là em quyết định em chia tay. Có một thời gian em vô đoàn phim em bị mọi người xa lánh luôn. Khi mà mình đang nói chuyện với đồng nghiệp một cách thân thiết đi, thì đột nhiên em không thể nói chuyện với người ta được nữa. Tại vì giờ em quá ghen, cho nên là em không nói thì người ta sẽ khó chịu. Ủa sao bình thường ông này vô ông giỡn hết rồi, sao hôm nay tự nhiên cái ông im re mà nói cái gì em cũng hầm hừ, xong em bỏ đi. Thế là người ta phai đau ra được cái chuyện đó là do vợ em ghen quá. Thế là mọi người xa lánh em á. Cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á. Hầu như là ai cũng biết. Rồi em ghen khùng ghen điên cỡ vậy đó. Rồi nhưng mà thật ra là ông này ổng có lén phén với cô nào mà dạ, em bị bắt gặp không? Không có lén phén. Nhưng mà ví dụ như sau cái chuyện mà em ổng chia tay đi chăng, thì khoảng thời gian đó thì em biết là ổng cũng có qua lại với những cái người mà ổng có nhắn tin nha. Thì khi mà quay trở lại thì em lại càng nghi ngờ thêm nữa. Đó là, đó thấy chưa, những cái gì em nghi ngờ đâu có sai. Là rõ ràng là sau khi anh chia tay với em là anh cũng có qua lại với mấy người đó. Nếu mà anh không có chọc giỡn như vậy thì anh sẽ không có cái mối quan hệ như vậy. Đó, cho nên là em ghim vào cái chuyện đó, mà nó dần dần nó càng làm cho cái mối quan hệ tụi em nó mệt mỏi hơn. Tụi em chia tay nhau 4 lần thì cứ lần đầu tiên là khoảng 2 tháng, xong lần tiếp theo là 3 tháng, lần tiếp theo là 4 tháng, lần cuối cùng là 6, dạ 6 tháng. Như là yêu nhau trong bao lâu? Yêu nhau 4 năm. 4 năm mà chia tay vậy cũng gần 5 vậy rồi. Vậy chi dạ. Cũng như là cũng cả 5 trời. Cảm ơn trời. Dạ. Là dành cho việc chia tay. Dạ, đó. Dành cho việc chia tay đó. Và đến cái lần cuối cùng á, khi mà tụi em chia tay mà đó là em quyết định luôn là em sẽ đi tìm hiểu người mới luôn. Thì lúc đó thì anh lại quay về. Anh muốn là tụi em tái hợp lại nữa, nhưng mà lần này em không có chịu nữa. Tại vì em nói là không, mất thời gian quá rồi, 4 năm trời rồi, bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi anh sẽ lại như vậy, anh không có thay đổi. Và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi. Em lúc em cũng đâu có chịu, tại vì em nghĩ lỡ đám cưới vô rồi lỡ có chuyện gì mình chia tay nữa thì trời, có phải giờ em gian vợ một đời chồng không? Nhưng mà sau cái thời gian đó thì anh chứng minh cho em rất nhiều chuyện. Việc đầu tiên là anh lóc hết tất cả những cô gái mà anh hồi xưa mà em có ghen tuông là anh lóc hết. Sau đó rồi anh bắt đầu thể hiện cho em thấy là anh chỉ tập trung một mình em thôi. Và em thấy được, nếu như anh thay đổi vậy thì em quyết định đám cưới luôn. Trời ơi, như vậy là quá tốt rồi. Thay thiệt không ông? Thiệt. Thôi, tại vì cái mối tình này nó quá nhây rồi, hiểu không? Nó nhây quá rồi, em mệt mỏi quá rồi. Xong rồi, lúc cưới, lúc nói giờ đám cưới luôn đi, giờ hôm chơi nữa chơi, quyết định cưới luôn ơi. Chơi, thách, chơi luôn. Cưới nhau được bao nhiêu lâu? Cưới nhau được mới tròn một năm. Cưới nhau xong rồi là chồng có phải đi diễn, đi quay xa? Dạ, dạ đi quay suốt. Cưới nhau xong là em có em bé luôn. Dạ, nó giống mẹ hay giống ba? Giống ba, dạ, mới bé mới được có 4 tháng thôi. Mà cái đêm tân hôn nó hấp dẫn không? Thì em xin thưa là nó không hấp dẫn lắm đâu anh. Đó, cái đêm tân hôn là em chỉ có ngủ thôi. Vậy thì sở dĩ cái đêm tân hôn á tụi em không hấp dẫn là bởi vì các em có một cái đêm hấp dẫn trước đó rồi, đúng không? Em nhớ là cái hôm đó là em đi off đoàn phim của em. Thì hôm đó em off đoàn rồi, em đi tham gia cái tiệc đó rồi, sao em mới nói anh đi rước em. Thì anh đi rước lúc đó em cũng xịn xịn rồi. Đó, cũng cái kiểu thách đố vậy đó. Em cũng giỡn giỡn, nói nhiều quá, giờ giảm hông vậy đó. Giờ em giảm hông xong anh cũng chở thẳng vô khách sạn luôn. Em sao lúc hồi đầu em hù dọa thôi. Em nhà có cửa đàng hoàng, tại sao không chở về nhà? Em chỉ muốn hù dọa thôi. Giờ nói vậy không? Giờ chở khách sạn nha. Cuối cùng vô khách sạn, chưa sợ nữa. Tụi lên tôi bút phòng nha. Bút phòng, chưa sợ luôn. Vô phòng. Đóng chưa đinh. Sợ luôn, chưa sợ luôn. Chưa sợ, đóng đinh. Chắc từ lâu. Cái sao lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cái ông xanh gọi cho mẹ em chi. Mẹ lót chơi à? Chơi mấy phụ huynh nữa. Em xin phép đi qua đêm thôi. Ông ấy hú hồn quay ra ông nhìn em. Ông trong cái trong cái tư thế mà chạy trốn thì không, dù mà em có mét mẹ là ông trốn liền. Nhưng mà bình ổn là liền không? Ổn chứ. Rồi về ở chung vậy có lòi ra nhiều tật xấu không? Trời ơi, nhiều lắm chị ơi, nhiều kinh khủng luôn. Đây sạm đi luôn. Đây là một cái thánh nghiệm mua đồ online. Trời ơi, em ví dụ như em là phụ nữ, em thích nuôi mua đồ tùm lum tùm la thì không nói đi, ông này ông mua suốt ngày, ông nằm nhà ông coi Shopee hay Lazada, ông mua đồ quá trời luôn, mua tùm lum tùm la luôn. Mà thường cái mua gì? Em xin chính những cái em mua là cần thiết cho gia đình, cần thiết cho con cái và vợ chồng đều xài chung. Còn những cái vợ em mua là những cái rất nghiệt ngã và không hề rẻ tiền. Thí dụ vợ em thì ít mua đồ trên mạng lắm, vợ em chỉ thích mua đồ ở mall thôi. Thôi đi, nhưng mà em hỏi anh này, anh mua một cái máy chạy bộ 2
20 triệu, gần 20 triệu mua về cái để đắp mền luôn, xong rồi đi ra ngoài phòng gym đóng tiền tập gym, rồi thuê PT tập, để cái máy chạy bộ để nguyên luôn, không chạy, tức quá chịu được, bán luôn. Em bán hết. Dạ, xong rồi rất là bừa bộn. Trời ơi, về cái là quăng cái này quăng kia, mà em là thuộc lại rất là sạch sẽ nữa, em cứ đi theo em dọn nguyên một cái tủ quần áo của ông á chị. Em lột ra, sao em xếp áo thun nha, áo sơ mi nha, rồi quần ra quần nha, quần sọc, quần dài. Mấy bữa sau nó lộn xộn là y như cũ, mà ông nói chứ em xếp làm chi vậy, em xếp rồi anh không có tìm được đồ, em đó. Hiểu không? Cái lộn xộn đó là cái trật tự riêng của em. Thôi, cho nên dù nó lộn xộn nhưng em thọc tay là em lấy được liền. Em tức quá anh, em nói bây giờ anh muốn lấy đồ gì, nói em lấy cho. Giờ muốn lấy cái áo đó phải không, để em đó, đợi xíu, luôn nè. Giờ muốn lấy cái gì em tự làm khổ mình, xong rồi mai mốt kiếm chuyện. Dạ. Hồi xưa mình em để sướng chết, em cái tủ lớn lắm, một mình em để, từ ngày vợ em về giờ em mới mua thùng để lên kho. Đồ em tốn lên kho hết. Bây giờ cái tủ đồ em còn có chút xíu. Bây giờ tật xấu tài vậy là anh không đâu có tật xấu gì đúng không? Em nghĩ tật xấu lớn nhất của em chỉ có ghen thôi, mà giờ em điều chỉnh được rồi. Nói bây giờ người ta hỏi nè. Thật ra cái tật xấu lớn nhất của vợ em, như vợ em đã nói là ghen. Ghen kinh khủng. Có những lúc ghen tới mức độ mà em bị xấu hổ. Nhưng mà đó là cái chuyện trước hôn nhân mà. Ý là nhìn thái độ là biết đây vẫn còn ghen vậy. Nhưng mà giảm được 20% giảm thôi. Giảm thôi. Bây giờ thì vẫn ghen. Có những lúc ghen tới mức mà em bực quá. Cái người đó mà vợ em không thích á, mà phim sắp tới em phải đóng chung với người đó, là cả một câu chuyện rất dài. Bây giờ thì vợ em đỡ hơn nhiều lắm so với ngày xưa rồi. Nhưng mà có những cái tính, ví dụ như là từ trước đám cưới cho tới khi đám cưới rồi thì vẫn chưa đổi được. Là hay quên hậu đậu, không biết nấu ăn. Vậy nhà nhưng mà nấu. Trong những cái đó thì không biết nấu ăn em chấp nhận được. Mỗi lần mà vợ em cũng muốn nấu, chứ không phải là không muốn nấu, cũng muốn vô tập nấu. Nhưng mà mỗi lần mà tập nấu hay làm cái gì đó là em chướng con mắt em lắm. Tại vì em nấu ăn được cho nên em nhìn thấy mà cứ quẹt qua quẹt lại rồi văng tứ luôn. Để tôi nấu luôn. Em làm ơn em biến ra giùm anh đi, đến làm cho nó lẹ chứ đói bụng bây giờ đợi đến chừng nào mới được ăn. Tức là ở nhà là anh ấy là đi chợ đi. Dạ, đi chợ nấu ăn hết. Xong rồi em là người dọn dẹp rửa chén. Em tranh cái phần đó tại em thấy cái phần đó là em làm tốt nhất. Nhưng mà chăm con thì sao? Chăm con thì hai chồng em chia đều. Anh dạ anh cũng có, anh chăm con cũng giỏi, nhiều khi còn khéo hơn em. Ảnh là anh tắm con khéo hơn em, chứ em rồi em tắm con cũng vẫn còn hơi bị hậu đậu một chút. Thì bây giờ nhà có hai đứa, vợ em không dám tắm, em không tắm nữa rồi ai tắm. Rồi bây giờ nè, mong muốn cô ấy thay đổi điều gì hả Tài? Nhiều cái tính xấu như vậy nhưng mà em cũng quen. Chỉ có điều là ghen thì cũng còn chút xíu, nhưng mà bỏ luôn cái đó đi. Tin tưởng em nhiều hơn đi. Tại giờ em khác rồi, có con rồi, em cũng suy nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tốt đẹp hơn, cái hướng xây dựng hơn rồi. Cũng chỉ muốn là ảnh suy nghĩ về em nhiều hơn thôi, và biết cái tính của em vậy thì cũng làm né bớt đi, để cho em đừng có ghen nữa. Chứ còn mọi thứ còn lại thì em hiện tại thì em vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Em cảm thấy là đến cái thời điểm này thì em chọn anh làm chồng thì cũng không có gì là sai hết. Và tụi em rất, em đang có một khoảng thời gian em rất là hạnh phúc. Chúc mừng em. Dạ. Đó thì chị chỉ thấy là tại vì thực ra tụi em là cặp vợ chồng nghệ sĩ, sống trong một cái gia đình mà hai vợ chồng vẫn còn đang làm nghề. Dạ. Là một cái điều rất khó khăn. Nhưng chị nghĩ vậy nè, anh Tài năm nay 33 rồi, đã là diễn viên đã lâu rồi, đã hưởng hết những cảm xúc hỉ nộ ái ố rồi. Chị nghĩ rằng em bây giờ em nên tin tưởng vào cái lời nói của Tài. Em tin Tài nhiều hơn. Tại vì khi mà ăn chơi đủ rồi, cảm xúc đủ rồi, bây giờ là đang trong một cái cảm xúc của gia đình. Tại vì chị cũng có chồng làm diễn viên, mà cũng diễn viên kiểu là kép như vậy, chị hiểu cái tâm lý đó. Còn mình ghen càng nhiều mình càng mệt chừng đó. Đúng rồi. Mình rất là mệt. Đúng mệt rồi. Lắm. Mình đi... cứ khổ tâm xong mình xuống sắc. Đúng rồi. Mình xuống sắc mà cái nghề diễn viên thì em biết là đó, khi mình xuống sắc rồi thì mình mất rất nhiều những cơ hội. Mất gia. Đúng không? Dạ. Mình giữ chồng bằng cái sự nghiệp của mình. Dạ. Khuyên như vậy. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em. Nói chung là qua ngày hôm nay thì chắc anh hy vọng là chúc cho hai em luôn luôn thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp. Sẽ là một đôi vợ chồng chuẩn mực ở trong làng showbiz này. Đúng ha. Rồi. Luôn yêu thương nhau và hạnh phúc. Ha. Xong anh chồng em mới tiết lộ là em còn zin nữa nha. Em còn zin nữa nha. Lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gái. Anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Không có nghe lời đi tắm rồi. Vâng, sợ quá. Rung lắm anh, đó là em rung lắm, sợ. Mình sợ mình mất. Sắp bị giận thịt. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Bây giờ chúng ta sẽ gặp tiếp một cặp vợ chồng nữa. Mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin mời. Mời đi cưng. Chào hai em.
Rồi hai đứa giới thiệu về mình xem nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, cũng như anh Quốc Thuận, cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Em họ tên đầy đủ là Lê Minh Chương, 29 tuổi. Hiện tại công việc của em là em làm ca sĩ tự do, cũng như là hỗ trợ vợ em là chăm sóc khách hàng bên mảng dinh dưỡng. Mời em. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em là Phạm Tấn Thảo, em đến từ Quảng Trị. Dạ, con 2-3 tuổi. Dù Quảng Trị nghe dễ thương nhỏ nghe. Xíu có phải là trong một dịp nào đó em thế bắt gặp bạn này hát trên sân khấu và em mê ảnh, em cua ảnh, đúng không? Dạ, thực ra là như thế này này. Em là xuất thân là từ ngành điều dưỡng, cũng có làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh rồi 2 tháng. Thì lúc đó thì nghe tin mẹ là bị ốm thì em mới quay về chăm mẹ ở bệnh viện Trung ương Huế. Thì lúc đó người yêu em chia tay. Lúc đó em căng thẳng vừa chăm sóc mẹ ở bệnh viện một tháng. Em mới là lên trên Facebook ấy, em đăng một cái status là muốn đi phượt lên leo núi ấy. Dạ vâng. Thì lúc đó anh chồng em vô comment. Dạ vâng, comment đầu tiên luôn. Lúc đó em nhớ là em vô comment là thôi bây giờ đi núi Bà Đen với anh đi, mà không biết là cổ đang chăm sóc mẹ ở ngoài quê. Sao em nói thôi có gì hẹn dịp một dịp đó cho Sài Gòn được gặp. Ủa nhưng mà tại sao em lại là bạn Facebook của cổ, hay là vô tình em gặp cổ trên Facebook thôi? Dạ vô tình có bạn chung rồi em vô thấy avatar đẹp như kết bạn để đó thôi. Dạ. Và comment luôn, cái comment đó là comment đầu tiên với nhau đó đúng không? Đúng không? Dạ. Khi mà nhận được comment đó thì sao? Em xóa status liền, xong em vào em nhắn tin với anh chồng của em. Dạ, xóa dấu vết đi đúng không? Dạ vâng. Rồi lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời là lúc nào? 13 tháng 2 là hẹn nhau gặp ở ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ. Gặp và lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời. Chuyện gì xảy ra? Dạ thấy cô này đẹp quá. Đẹp quá. Đó là em mang khẩu trang bởi vì dịch Covid ấy. Em cầm cái vali rồi em mang cái váy ôm body đấy. Wow. Body đẹp thế. Khi mà quen nhau nhiều á, lúc đó em mới chia sẻ như vậy. Nhưng mà em vô Sài Gòn này là em có bà con, em có nhà trong này hay là em vô đây là vì chỉ gặp ảnh thôi? Lúc mà em bị căng thẳng đấy và anh đăng một cái status là trên những chuyến đi phượt xa anh cần em đồng hành. Như vậy là thấy là chắc là chồng của em là đang gửi tín hiệu đấy. Xong là em cũng có lớp học là lập trình tỷ phú là em vào Sài Gòn luôn. Lúc đó cũng thu xếp là ba em vào chăm mẹ rồi, rồi các chị gái cũng vào chăm mẹ rồi là em mới vào. Vào thì hai người gặp nhau. Mình vào Sài Gòn để mình gặp nhau đó. Dạ vâng. Sau đó thì có đi Bà Đen không? Có dạ, đi có. Bà Đen không? Là đi ngày nào? Ngày 14 tháng 2 luôn chị. Là qua ngày hôm sau đi luôn. Dạ đúng rồi. Thì có bữa tỏ đó tình tỏ ơi gì không hay như nào? Dạ có chị, có tỏ tình ở một cái quán cà phê rất là lãng mạn. Em dạ tỏ tình hay cổ tỏ tình? Dạ em. Dạ em sốc không? Sốc chị. Sốc hả? Tại nào giờ mình là người chủ động không anh? Mà cô này là người ngược lại là chủ động với mình. Tự nhiên bây giờ mình bị lật kèo. Dạ đúng rồi. Cô nói ngày hôm nay anh hãy dành cho em 24 giờ trọn vẹn để mà có thể là cảm nhận được cái tình cảm của em. Đó là cảm xúc mình, tại mình đang cô đơn mà anh. Nghe được cái đó mình thấy đúng rồi. Tìm đúng người rồi. Thôi chấp nhận luôn đi. Coi như em có dành đúng 24 tiếng đồng hồ. Dạ dư luôn anh, dư luôn á. Qua ngày hôm sau luôn. À tức là hai đứa ở gần nhau luôn cho tới sáng ngày hôm sau. 10 giờ ở quán cà phê á, em nói là bây giờ em phải về. Em phải về để nghỉ ngơi, mai em đi làm. Thì em mới nói là anh ơi, dành trọn cho em 24 tiếng đồng hồ ngày 14 tháng 2 đi. Chồng em mới lo lắng bởi vì là trên lần đi núi Bà Đen về á, ngồi lại ăn quả trứng vịt lộn. Xong anh chồng em mới tiết lộ là anh còn zin đó nha. Anh còn zin đó nha. Lúc đó là em biết là anh chàng này là hiền rồi mà. Nên là em gái. Gái sao nè? Lúc đó là khuya rồi nên là anh dẫn em vào khách sạn. Rồi anh về, chuẩn bị về thì lúc đó em đưa sữa tắm, em đưa dầu gội, nói anh đi tắm đi, tí rồi về. Xong em chốt cửa lại luôn. Có nghe là em đi tắm rồi không? Rung sợ quá. Rung lắm anh, đó là em rung lắm, sợ mình mất. Dạ đúng rồi, sợ lắm anh. Đêm đó thì mình nói chung là cũng có ngủ chung. Đó thì cũng có không ít này kia. Nhưng mà đợt sau là mới đi Vũng Tàu, là đợt đó là mới là thuộc về nhau luôn. Đêm đó là vẫn còn chưa có thiệp. Dạ. Sau cái lần đó là coi như chính thức yêu nhau rồi.
Dạ. Yêu nhau bao lâu? Dạ. Yêu nhau 3 tháng. Yêu nhau 3 tháng rồi làm đám cưới. Dạ, thực ra thì cái biến cố là em bị căng thẳng, stress, mất kết nối với gia đình. Em được gia đình đưa vào bệnh viện tâm thần. Giống như em stress quá đúng không? Dạ, em stress quá. Thì lúc đó là hai bên nội ngoại là, tức là tất cả mọi người ấy cứ nghĩ em bị điên, cứ nghĩ em bị điên. Rồi đưa em vào tâm thần. Nhưng mà thực ra em bị căng thẳng thôi mà. Lúc đó khi mà em biết được vợ em vậy, em có sốc không? Rất là sốc chị, tại vì lúc đó là nhà em cũng nói cho mày thấy quy heo nhỏ đó bị điên này kia rồi, bạn bè nữa. Nhưng mà em làm cách nào để mà em vượt qua hết tất cả để mà em ở bên cạnh cổ trong lúc đó? Dạ, lúc đó em chỉ nghĩ là cổ là mình xem như vợ của mình luôn. Nên là mình ai có nói gì mình không quan tâm. Mình dành hết cái tình yêu thương của mình. Và sau đó là vượt qua được cái điều đó là 3 tháng sau tụi em làm đám cưới. Dạ đúng rồi chị. Cưới là lúc đó là hai gia đình đã ok hết rồi đúng không? Dạ, tức là em có về này thưa chuyện với lại bên gia đình hết rồi. Nhưng mà lúc đó là mẹ em khỏe rồi đúng không? Mẹ em là đỡ rồi. Ba mẹ em cũng là đồng ý luôn. Dạ đồng ý. Là nay được bao lâu rồi? Dạ nay cũng gần một năm rồi đó chị. Gần một năm. Hơn một năm ấy. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Phong tục người miền Trung á là khi mà mang thai á là phải cưới. Bên nội á đi coi bói là nói là hai đứa này không hợp tuổi đâu, yêu nhau về là ly tán. Nhưng mà gia đình chồng vẫn đồng ý. Lúc đó chỉ có là lễ đính hôn thôi. Em nhớ ngày 15 tháng 6 2020. Dạ. Nghĩa là bác sĩ bảo cưới đó. Dạ đã đúng rồi. Em bé bữa nay là mấy tháng rồi? Dạ em bé bây giờ là 3 tháng 20 ngày. Dạ trai gái. Dạ trai. Rồi lấy nhau như vậy là hai đứa ở với nhau, lấy nhau được khoảng năm. Dạ vâng. Rồi bây giờ là tới cái phần 2 nè, phần kể thật xấu nè. Em thích cái phần 2 này không? Dạ thích, cực kỳ thích luôn á. Đó, nói trước đây. Thôi em nói trước đi. Vợ em mà có cái tật não cái vàng, nói trước quên sau vậy đó. Bởi vì em hay cằn nhằn hoài, rồi nhiều khi là cổ như là hơi chậm xíu. Thấy ăn nói từ tốn, nói cũng chậm nữa. Gây lộn chắc cũng gây lộn chậm chứ phải không? Chậm nhưng mà chắc muốn gì không. Nhưng mà bây giờ thì em còn stress không? Dạ không, bây giờ em hoàn toàn bình thường rồi. Em chuẩn bị là kinh doanh, chăm sóc sức khỏe chủ động cho các hộ gia đình. Bây giờ tất cả những cái gì mà em áp lực, tất cả những cái gì mà nó động lại trong người á, những cái stress là em đã giải vượt qua hết rồi, giải tỏa hết rồi. Hồi xưa em ở Huế đấy, là em thường ra chợ đêm đấy, là em nghe các anh các chị là hát phố giữa phố đêm, là em ao ước là sau này chồng mình cũng hát hay. Là ở ngoài Huế là thấy anh Trương là có cái kênh YouTube Lê Minh Trương Official là có hát bài là Tự tin đứng vững trên con đường mình đã chọn. Lúc đó hát hay quá nên em quyết định là chạy vào luôn, chạy vào Sài Gòn luôn. hiểu rồi. Bây giờ mình hiểu ra là lý do tại sao mà cổ vào xong rồi là cổ đóng cửa phòng không cho em thoát lui đó, rồi cổ tỏ tình với em luôn. Thì ra là mê giọng hát. Cái gì cũng có lý do hết chị. Đúng rồi. Nếu vậy thì anh có tật xấu gì không? Tật xấu của anh là bạo thủ. Bạo thủ. Hay thả bom trước gió đấy. Thả bom trước gió đấy. Thả bom trước gió. Xong chồng em mới giải thích đó là hương vị tình yêu. Tức là anh chỉ có bạo thủ thôi. Còn cái tật kia đâu phải thật xấu đâu, cái đó là tiêu hóa tốt, sống cho sức khỏe đó. Có khó chịu với em không? Chung là anh cũng yêu thương em nhiều, bởi vì hiểu tính em á, nên là cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Dạ vâng. Thế tốt rồi. Thực ra em không những là người chồng mà em còn là một cái gọi là liều thuốc tinh thần cho vợ em. Đúng rồi. Chị biết chắc chắn là sau này khi mà tụi em làm về kinh doanh nó sẽ nhiều áp lực. Thì chị mong rằng là em hãy né tối đa nhất có thể những cái áp lực cho vợ em để cổ đừng có bị gọi là trở lại cái stress đó nữa là nguy hiểm đó. Ha. Bây giờ có mong muốn cổ thay đổi điều gì không? Dạ em mong muốn là vợ em là yêu bản thân mình nhiều hơn, cũng như là tốt hơn mỗi ngày. Thực ra em từ khi mà em quen anh Trương ấy là em rất là phấn đấu để nỗ lực làm tốt cái bổn phận của mình, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm con gái của bố mẹ. Nhưng mà chị cũng nói em nè,
em đừng có tự tạo áp lực cho mình nhiều quá. Dạ vâng. Thá Cưng ha. Bây giờ đến cái phần rất quan trọng. Idol của mình mà tự nhiên ông phóng từ sân khấu phóng dạ. Dạ. Xong sẵn đây cho mình rồi ông chụp cái tay đó, mình. Nói chung là rung rung mà đỏ hết mặt luôn. Còn em thì sao Huy? 10 năm sau thì em vừa em mới nhắc lại thì em mới nhớ thôi. Đó là cái giống là định mệnh. Cái định mệnh đó là hôm lúc đó thì cảm giác sợ anh bỏ thì lại không có nhiều. Bởi vì em rất là không biết sao rất là tin tưởng. Em chỉ nghĩ là anh là một người nổi tiếng như vậy. Nhưng mà anh chủ động xuống đến tận nhà em để nói chuyện với cha mẹ em. Còn gọi FaceTime cho cha mẹ bên nhà còn nói chuyện với ba mẹ em nữa. Em nói năng sao mà ba mẹ của Hương là cho em hốt Hương lên vào ngay Tết hay quá vậy. Khi mà ông thích là cứ nói đi nói lại thì mình này vừa thì vừa ba là nhất. Cái gì nhất? Ba là chú muôn loài. nhất. Đây mời xin em chào, xin chào chào chàng ca chào sĩ anh. Dạ không gì có thể thay thế em. Vâng ạ. Cảm ơn anh trai. Thì đây là xin được gửi lời chào đến chị Hồng Vân với anh trai Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em là ca sĩ Lâm Trần Huy. Năm nay em 39 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh ạ. Mời em. Dạ, em xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Hương. Em năm nay 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước nhưng mà cũng quê gốc cũng ở Hà Tĩnh luôn. Lần đầu tiên hai em gặp nhau, chạm mặt nhau. Thì vào lúc nào và chuyện gì đã xảy ra? Em để cho vợ em nói. Dạ, nếu mà nói lần đầu tiên gặp nhau thì năm đó chắc em mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Cái lần đầu tiên đó là lần đầu định mệnh luôn. Nhưng mà lần đó là ở Hà Tĩnh hay là? Dạ không, ở Bình Phước. Em đi diễn. À, dạ. Đó anh ấy nổi tiếng lắm. Ca khúc không gì có thể thay thế em. Đúng rồi. Dạ. Mà lớp 7 là biết mê rồi. Em trông chờ đến lượt anh lên biểu diễn khi ngồi ở dưới. Mà đến lượt anh là hồi hộp lắm. Hồi hộp để muốn nghe anh hát. Em thì ngồi không phải gần sân khấu, dưới cuối ở giữa, sân khấu. Ở giữa sân khấu thì ngồi anh, kế bên mẹ. Thì tự nhiên anh đang hát trên sân khấu. Xong rồi nhảy xuống. Tức là anh nhảy xuống. Mà nhảy xuống đi đến một mình chỗ của em thôi. Em cũng không hiểu sao. Như cấp duyên số trời định vậy ra là em đi thẳng xuống. Em bắt đi em bắt tay chào mẹ xong rồi bắt luôn. Tay em. Rồi cái giây chào phút mẹ. Mà em chạm được cái bàn tay của thần tượng nó như thế nào hơn à? Dạ thì cảm giác lúc đó cũng khó tả lắm. Tay anh mềm mềm. Em muốn bể tim không? Tại vì á, cái người idol của mình mà tự nhiên ông phóng từ sân khấu phóng xuống sẵn đây cho mình rồi ông chụp cái tay đó, mình. Nói chung là rung rung mà đỏ hết mặt không? Luôn. Còn em thì sao Huy? 10 năm sau thì em vừa em mới nhắc lại thì em mới nhớ thôi. Đó là cái giống cái định mệnh. Cái định mệnh đó là hôm đó xong là thôi đó. Dạ, lúc nào sau mới gặp lại nhau. Em mới nhờ một người FC tìm cho cái gương mặt nào mới lạ mà xinh để cho mình quay cái clip đó chị. Dạ, cô bé mới dắt Hương lên. Bạn của em mới đầu là không nói là lên đóng clip cho anh Huy đâu. À. Đi quay clip cho cái anh ca sĩ này rồi anh gửi cách xe cho. Tối đó em còn chưa chịu đi mà. Em một khăng khăng em nói nếu mày không nói thì thôi tao không đi. Sau đó mới nói là anh Lâm Trấn Huy, nó nói vậy đó. Sau em cũng vui vui bỡ ngỡ, tự nhiên cảm xúc 10 năm trước tự nhiên nó lại Nói nghe nè, có nghĩa là từ cái hôm định mệnh đó xong về là em vẫn cứ là idol của em vẫn là anh Huy đúng không? Dạ. Yêu đó. Một vài anh rồi. Không, cái chuyện yêu một vài anh là chuyện bình thường. Vẫn có còn một idol. Idol là cái à. Đêm đó chắc khỏi ngủ luôn đúng không? Sáng sớm vậy là đi rồi. Khi mà em gặp bạn này là em có cảm giác em thích liền. Thích liền, là mình nhìn là mình cũng thích rồi. Sau đó này vẫn chưa chịu thua. Là rủ qua phòng thu để thu âm. Thu cái bài Chia Tay Không Lý Do mà Hương hát rất là hay. Thì lúc đó là cùng năm là 38 tuổi đây. Cha mẹ ở quê là dầm chân đấm ngực bắt lấy vợ rồi. Nghĩ là thôi đúng chắc, bạn này chắc được đây. Để lấy số cái đã. Bởi vì gặp một cái là mình có cảm tình như là đây là vợ của mình rồi. Chiều tối đó là thu xong cái rồi thì vấn đề cho nàng đi về ở Bình Phước. Dạ. Có gửi cách xe không? Không. Lúc đó là chưa quay. Mới đi thu. Em nhớ là vẫn đón taxi cho về Bình Phước hình chiều mấy. Hương về Bình Phước rồi đó. Dạ. Em có nhắn tin, có gọi điện thoại liên tục không? Có nhắn tin. Buổi tối hạt xong lên trên cầu là cũng gọi FaceTime lại khỏe. Anh chuẩn bị lên cầu nha. Đó cái kiểu vậy. Bao lâu thì em mới chinh phục được cô này? Buổi chiều hôm đó thu xong là thấy cùng nàng cũng... ok rồi. Cái người này là gặp cái là mình cảm giác là như là vợ mình rồi. Vợ mình rồi thì cơm chưa ăn gạo còn đó. Rồi thì mới gọi điện về khoe cha mẹ. Khoảng chưa đây một tháng là cứ tám đêm nào cũng gọi điện thoại vậy.
đến đúng ngày 30 Tết là em xuống em đón lên Sài Gòn luôn. Lên Sài Gòn, em về Bình Phước hốt lên Sài Gòn luôn. Dạ. Xin phép cha mẹ. Xin cha mẹ lên Sài Gòn luôn. Dạ. Còn mà hát... lúc đó là Hương đi làm chưa hay là vẫn dạ còn rồi đi à. Làm? Em làm việc trong công ty kinh doanh vàng bạc đá quý. Lúc đó là dù thì... là bảo lên làm ca sĩ nhưng sau này lên lên rồi thì mình tỉnh sau. Lên em lên thì em cũng đi theo rồi phụ cho anh. Nâng khăn sửa túi anh làm thôi. Quản lý cho anh. Làm quản lý nâng khăn sửa túi thôi. Dạ. Dạ. Cái giai đoạn mà em đi theo anh Huy lên thành phố, em có sợ? Cái ngày mà đặt chân lên thì tất nhiên là cũng có nhiều cái tâm trạng lúc đó. Vừa xa cha mẹ vừa buồn rồi vừa... lo không biết anh có bỏ không. Nói chung là có nhiều cái suy nghĩ cùng một lúc đó. Lúc đó thì cảm giác sợ anh bỏ thì lại không có nhiều. Bởi vì em rất là, không biết sao, rất là tin tưởng. Em chỉ nghĩ là anh là một người nổi tiếng như vậy. Nhưng mà anh chủ động xuống đến tận nhà em để nói chuyện với cha mẹ em. Còn gọi FaceTime cho cha mẹ bên nhà, còn nói chuyện dạ. với ba mẹ em nữa. Em nói năng sao mà ba mẹ của Hương là cho em hốt Hương lên vào ngay Tết hay quá vậy? Em cũng không biết sao về gặp một cái là mẹ Hương cũng thích luôn. Và em có nói là con cũng người Hà Tĩnh, quê mẹ cũng ở Hà Tĩnh. Thôi thì quê ta về ta tắm áo ta thì mẹ cứ yên tâm. Rồi mẹ cũng nói thôi thì giờ mẹ giao tất cả cho con. À, chiều đó là em đón đi luôn. Tết là cái dịp gọi là chạy show nữa. Dạ đúng rồi. Chạy bán sông bán chị. Cá sĩ là đua nhau chạy loan sao. 4-5 điểm ạ. Khi bắt đầu mà 30 Tết hốt lên xong rồi bao nhiêu lâu thì mới làm đám cưới? Gần một năm chị. Gần một năm như vậy là em rong ruổi theo chàng là đi khắp liên kỳ lục tỉnh đúng không? Dạ. Là mà... như vậy là đã có chuyện sống thử đúng không? Dạ có. Dạ. Ừ. Khi mà mới lên thì đêm đâu là hột luôn. Có nghĩa là gì nè, người ta là sang hẳn một trang mới, để là xác định rõ ràng rồi. Hai vợ chồng cũng tính là dự tính là cưới sẽ trễ hơn, nhưng mà Hương lại có bầu. Vỡ kế hoạch. Dạ, dạ. Bây giờ là bé mấy tuổi rồi cơ? Dạ được 13 tháng chị. Chắc là ông bà mừng lắm phải không? Dạ cha mẹ mừng ạ. Chúc mừng hai em. Dạ. Nhưng mà lấy nhau về rồi sao ông này ổng có loại tật xấu gì đó, không? Ông có hiếp em không? Vừa cứ kể thôi chứ. Anh Huy thì tật xấu cũng không có nhiều, mà có một cái là vì bạn bè quá, bạn bè mà gọi ở đâu rủ một cái là ham vui lắm. Gọi một cái là chỉ muốn đi đến đó đi thôi. Đi nhiều bạn. Dạ. Và những lúc vậy thì em cứ càm ràm rồi em không cho đi, em làm mọi cách để ở nhà, em làm mọi cách để ở nhà. Có khi nào là coi như là làm cỡ nào ổng cũng đi hay không? Dạ không. Nói chung là những bạn bè rủ á thì có những cái mà em cũng đồng tình rồi em cũng đi với anh. Có những cái nào mà em không đồng tình, hoặc là tại vì bạn bè rủ rê anh rất là nhiều chứ không phải là ít. Em không đồng tình là em em dùng mọi cách để anh ở nhà. Có giỡn hớt mà kiểu như có hề hước không vậy? Ở nhà là ví dụ vợ đang bực cái gì đó là toàn chọc cho điên lên, xong rồi bắt đầu giỡn, đứng múa xong rồi làm mấy cái mắt lé mắt đồ. À vậy là lầy lắm, nhây cũng giống Thái. Nhây đó. Vậy đó. Đó. Những lúc nào rảnh rỗi cũng mê game. Mê game dữ không em? Cái mức độ mê game không, bằng ấy như không dữ thì cũng không dữ lắm, nhưng mà ví dụ đang tập trung cái gì đó là kêu làm gì, đợi chậm tí mà 5 phút sau chưa thấy được hết, vẫn đang ngồi miệt mài. Anh hỏi nè, có ghen không? Dạ thời gian đầu thì có, nhưng mà hiện tại bây giờ thì không. Rồi bây giờ tới em đó Huy. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Khi mà ông thích là cứ nói đi nói lại thì mình này. Thôi thì vừa ba là nhất. Nhất. Ba là chú môn loài. Mà, nhất mà tí nữa mà chìa khóa mắng cho nên bỏ để sẵn đó mà. Nếu mà nói nhiều nó trốn luôn. Trốn đi. Anh Dương Hinh, mỗi lần mà vợ nói gì, ba là chú môn loài. Vâng ạ. Nó xấu tí nhá. Từ ngày mà cô con là cũng hay, nói chung là hay lên chức đó, lấy con ra với mình. Làm chức làm quyền đúng không? Dạ. Đó. Trước khi nói là như nào đó thì mình cũng nói vừa. Là càm ràm nhiều quá đúng không? Dạ, hay càm ràm nhiều mà đàn ông nghe nhiều là thấy rất là khó chịu. Nói một lần là người ta đã hiểu rồi. Mà càng nói nhiều lần người ta lại cũng không làm. Là không hiểu luôn. Dạ, không hiểu luôn. Nói là... Mong vừa thái độ thì hiểu chồng hơn một tí nữa. Đó, bởi vì anh em sống thì phải có anh em, có bạn bè. Nhiều khi ở cái xã hội này mà mình có anh em bạn bè thì là mình cũng không làm được cái điều gì nhiều cả anh trai nhỉ. Còn Hương sao? Hương mong muốn chồng thay đổi gì? Mong muốn chồng cũng hiểu em hơn tí nữa. Cũng mong muốn chồng là luôn luôn yêu thương vợ con càng ngày càng một nhiều hơn thôi. Thôi thì trời chịu đất thì đất phải chịu trời thôi. Là Hương là 94 hả Hương? Dạ em 93 chị ạ. Tức là hai bạn này là cái thế hệ nó khác nhau. Đúng dạ. Cái thế hệ của Huy với lại
Thuận nè. Dạ. Dạ. Là anh em bá tánh bạn bè nhiều lắm. Dạ. Cái thời lúc mà trẻ bắt đầu đi tạo dựng sự nghiệp á, thì hồi dạ. đó làm gì có Facebook, hồi đó làm gì có gọi là 4.0 như bây đúng giờ. Rồi. Dạ. Dạ. Thành ra là phải gặp nhau liên tục. Tất cả những cái mối quan hệ đều dựa trên cái bạn bè bá tánh đó. Dạ. Hỗ trợ hỗ tương cho nhau để dạ. cùng phát triển. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì khác, bây giờ nhiều khi mình không cần những cái đó, mình vẫn có thể phát triển được nó, nhưng mà ngày xưa là không có. Dạ. Thành ra là đúng là Hương cũng nên thông cảm với bạn Huy, là ví dụ có những cái mối quan hệ mà từ trước rồi, tình dạ. nghĩa dạ. đó, tình dạ. nghĩa lâu dài rồi, đúng không em? Mình dạ, không thể nào bỏ được. Dạ. Mình sống có trước có sau. Dạ. Nhưng mà ngược lại đó thì em á, dạ. tại vì em có cô vợ trẻ thì dạ. em phải trẻ hóa mình nữa. Vâng. Để vợ em thấy cái khoảng cách nó ngắn lại, nó hẹp dạ. lại. Đó thì lúc đó là hai vợ chồng sẽ rất là hiểu nhau, sẽ đồng cảm, sẽ hòa điệu với em. Cho hai em mãi mãi dạ, hạnh phúc chị. Và mãi mãi tận hưởng những điều tuyệt vời nhất ở cuộc sống này. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm, cảm ơn hai chị. Dạ. 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 Chào. Dạ. Mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình. Là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi anh hay chọc em vậy đó. À. Lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Chân của anh. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là không giữ với chồng. Không giữ với chồng. Không giữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi chứ. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi. Dữ lắm. Thật là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Em nói chị biết nghe, mặc dù em là diễn viên nghe, nhưng mà cái đam mê của em là ca hát. Có khi nào hôm nay mình gặp được một cặp vợ chồng ca sĩ không? Ước ao không? Ước ao không? Ước ao nghe em mà ao, ước ao. Em mà gặp cặp vợ chồng và ca sĩ bước ra cái em lăn em xỉu luôn á. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với cái tâm trạng của tôi và chị Hồng Vân, đó là rất là khao khát được gặp đôi vợ chồng ca sĩ. Và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, khi nào chị nó mở mắt em mở nha. Mở mắt đi đây. Ta đời rồi. Em ơi, ơi, chào em. Dạ chào chị. Trời ơi. Thấy ngồi đi, ngồi đi. Thấy. Xin chào người bạn. Xin chào người bạn em của tôi. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em bé thiệt đó nghe. Thời đây là rất là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì showbiz. Các hoàng tử công chúa thực sự luôn á. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thôi bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn, Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh à? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh Quốc Thuận cũng ngang ngang nha. Và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ đó. Làm ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ, nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Rồi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soàng đó. Dạ, em hôm nay 35 tuổi. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi mà gọi kiểu dân gian là sếp của anh Phúc đó. Dạ. Bây giờ nói luôn đi. Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu, nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương.
Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn. Chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn á. Xoàng, xoàng, em sao xoàng? Dạ. Giới thiệu xoàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á, là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á, cho nên là cũng lầm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Còn bao lâu, khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Bế Vân. Chị Bế Vân? Dạ, Bế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Bế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có lành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, mới thấy Kim Cương, mới nói à thôi cũng được. Okay. Cũng được nha. Sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc, cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng mình rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao người Kim Cương? Dạ, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc, cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau thì kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Phúc biết không Phúc? Dạ thì lúc đó em cũng thích, nhưng mà mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự, xin số, lấy số điện thoại, giữ con thắt rồi từ từ mình nói chuyện sau. Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng có kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình, cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu, thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như mình nhắn bị lậm vào nhân vật gì đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này. Cái cảm giác này chị biết. Tại vì em biết không ngày xưa, lúc mà chị với anh Tuấn Anh á, là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó. Cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó. Rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ. Tối về rồi cũng không ngủ được. Cũng như vậy đúng không? Chị cũng giữ giá đúng không? Bởi vậy, giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Có một ngày một. Đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau. Thì đáp thì cực cỡ tụi tôi. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Xong rồi sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Em lại phải đi diễn gần một tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin. Buồn quá không biết làm gì. Bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em. Bắt đầu mới coi trên mạng á, thì coi tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mà suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ. Bắt đầu nhắn tin thì đó, thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại người yêu ở đâu đang đóng trong phim là người yêu. Cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin. Và nhắn tin, cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Đó, cái phút giây mà gặp lại đó. Sau một tháng không gặp mà chỉ trời, có nhắn tin. Trời, nó mãnh liệt chứ. Nó la lắm đúng không? Nó la lắm đúng không? Có nhào tới ôm. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm?
Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 tới năm 2015 là trong 3 năm đó, đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức cái trong người, nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút. Em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Sau cái đêm hôm đó về á, có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ đi kia để chữa bệnh. Nhiều khi anh đau anh nằm sấp ở trong nhà, anh nằm sấp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sấp nha. Đây mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi, không chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á là như vậy, tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ. Nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Quốc Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của anh á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này. Ê, ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi anh vô toilet ngồi chống một thì cà lâu vậy đó. Bao lâu thì sáng tác đó. Ngồi chỗ hoài vậy đó, kiểu gì đó. Thì em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hối kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa thì cà lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Kiểu lề như vậy. Lề mề đó đúng không? Dạ lề mề, kiểu vậy đó. Anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó, em cũng có cái sự thay đổi cho thay mình đổi. Xưa thì em hay gọi là chậm rồi thôi mình ngày cứ xưa cái là gì đó mình cứ cái biệt danh là từ bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên đi nói cái tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ đúng rồi, ngày xưa chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Cái đầu cao lắm rồi, cao lắm rồi, con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi. Thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Ông Sàng nói tiếp với em, anh còn sở đoản, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? Dạ có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiển á. Có nghĩa là ảnh mê tới gọi là, tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là anh để kiển hết. Dạ anh thích để kiển mà trên lầu. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ tới Phúc đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dễ kể Cương thì kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực.
Là bà hung dữ cỡ nào rồi nói gì chị, em tả chị coi chứ. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Cái đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Ừ. Nên là em biết là né trước. La la đó đi 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 em né ra cái chỗ khác đi bỏ chạy. Bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn. Đóng vậy. Ê, rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được kim cương? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối, rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Nhỏ này rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không nhưng mà được đó, không có kẹo, không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo là bỏ lâu rồi. Có ghen với em không? Đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm cho ghen là quản lý quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó, coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ không, em mới thấy là chặt lắm. Hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở hở nhưng mà không. Bây giờ 10 năm rồi bít bùng bít cửa luôn. Ôi, vậy giờ là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Tính em thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ. Nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều. Nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra dành mở cái thời ra. Gian cho mình gặp gỡ những đúng người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa đó. Thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi, bớt rượt. Mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó, muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, đó. Lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui. Nhiều khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ với em nữa, thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh. Đó là có anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị.